Tuổi thơ ai cũng có những kỷ niệm thật quý giá, ước mơ trở thành anh hùng để mà trừ gian diệt ác. Như những bức tranh ta vẽ được mẹ khen là kiệt tác, nhiều lúc ăn 3.000 còn 2.000 làm việc khác. Có những món đồ chơi ở bên cạnh chúng ta bầu bạn, lắng nghe ta tâm sự mỗi khi ta buồn chán, là khi không chịu đi học cứ nằm lì mà ngủ ráng, cùng mong cho kỳ nghỉ hè sẽ mau mau bước sang. Nhớ những lần trèo lên cây hái xoài mà ăn, đi chơi la cà với đám bạn quen về nhà bị cha mẹ bắn. Cái thời chưa máy móc ngồi trên nóc nhà mà ngắm trăng, thời mà chơi bắn bi giỏi được coi là một tài năng. Cứ đến ngày sinh nhật là muốn có thật nhiều quà, đem khoe khắp làng khắp xóm cho lũ bạn cùng xem. Những khoảnh khắc ấy sẽ bên ta mãi không rời, đó là niềm vinh dự ta đem gửi gắm vào trong lời.